Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Tính Ẩm Thực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món gà nướng. Ở đây mình có con gà này, tre chạy bộ nè các bạn. Gà tre này mình mua về á, mình đã rửa sạch qua đó các bạn. Cái phần chân của con gà với cái đầu của con gà mình không có nướng nha, nên mình cắt bỏ rồi. Còn gia vị mình nướng con gà thì ở đây mình có một muỗng cà phê dầu mè, một muỗng cà phê dầu hào, 1/3 muỗng vị hương, 2 muỗng cà phê nước mắm. Ở đây mình cũng có 2 muỗng ăn canh rượu mai với lộ, tỏi, hành tím, 2 muỗng ăn canh dầu màu điều, nửa muỗng ăn canh hạt nêm, nửa muỗng ăn canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu. Ở đây mình có nước chấm là tương đen với lại tương ớt nha các bạn. Mình chấm với là tương đen với tương ớt. Mình thích cái mình chấm muối hay là chấm gì mình chấm nha các bạn. Rau sống ăn kèm dưa leo, rau găm. Và nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Cái phần gà này mình đã rửa sạch rồi đó các bạn, nên mình không có rửa lại nữa ha. Mình rửa muối, chanh, chà cho có bớt hôi lông đi, nên mình không có rửa lại. Cái phần tỏi với hành tím này thì mình sẽ đâm nha các bạn. Phần tỏi với hành tím mình đâm nhuyễn gì là được rồi nè các bạn. Tiếp theo mình cho gia vị vào cối mình trộn đều lên ha. Mình cho dầu mè vào, ngũ vị hương với dầu hào mình cũng cho vào hết luôn. Nước mắm, rượu mau quế lộ cho vào luôn. Dầu hào, đường hạt nêm mình cũng cho vào, bột ngọt với tiêu mình cũng cho vào luôn. Mình trộn đều lên nha các bạn. Lúc này mình cho gia vị vào trong cái cối này các bạn, tỏi với hành tím mình trộn lên nó đều lên. Lúc này nó thơm lắm đó các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn xem video của mình á, các bạn thấy hay like và chia sẻ, nhớ bấm nút đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Kênh của mình là Tính Ẩm Thực đó các bạn. Các bạn bấm đăng ký thì có cái chuông kế bên, các bạn tiện thể các bạn bấm ủng hộ mình luôn ha. Khi mình đăng những video mới thì nó sẽ hiện lên máy các bạn xem ủng hộ mình nha các bạn. Lúc này gia vị mình cũng đã trộn lên đều nè các bạn, lúc này mình thoa con gà mình ha. Mình cho con gà mình qua cái tô ha các bạn. Mình để con gà mình cho nửa tiếng cho nó thấm gia vị trong con gà, mình sẽ nướng nha các bạn. Con gà mình cũng đã được nửa tiếng rồi nè các bạn, lúc này thấm gia vị rồi ha. Bắt đầu mình xỏ cây mình nhiêu trong lò nướng mình nướng nha. Con gà mình cũng đã xỏ xong rồi các bạn, lúc này mình cho vào trong lò mình nướng nha.
Wow, lúc này gà mình đã chín rồi các bạn, mình cho ra mình lấy đây ha. Thơm lắm đó các bạn ơi. Gà nướng của mình đã nướng xong nè các bạn, ngon lắm đó các bạn ơi. Cùng làm cho gia đình mình ăn đi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, like và chia sẻ. Nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Kênh của mình là Tính Ẩm Thực đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video gặp mai nha. Bye bye.